Xin chào quý vị các bạn, trong video này tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn một vị thuốc. Đó chính là cây dong mơ. Dong mơ có tên khoa học là Sagasum hoặc Hibasagashi. Đây là loại cây tảo rửa sạch phơi khô hay xây khô của nhiều loài tảo biển khác nhau như dương thê tái, hải thảo tử hoặc một loại tảo Sagasum khác đều thuộc họ dong mơ. Dong mơ cấu tạo bởi sự phân nhánh non như thân màu nâu. Nó mang những bộ phận mỏng và dẹt, non như lá, kích thước thay đổi tùy theo loài, dài 7-40cm, lá có hình trụ dài hay vừa hình sợi vừa hình phiến, dài tới 25cm, rộng 2-2,5cm, mép có răng cưa thô, trên mặt có những điểm đen, rải rác trên toàn tảo, có những bộ phận giống như quả, thật ra nó chỉ là những phao. Bên trong có chứa đầy không khí, giúp cho tảo đứng thẳng trong nước biển. Phao có kích thước to nhỏ tùy theo loài, có loài chỉ nhỏ bằng hạt gạo, có loài to bằng hạt tiêu, có khi hình thoi, dương tê thái ở đầu thân, có khi ở nách lá và hình cầu. Ngoài mặt phao có những chấm đen. Phân bố, dong mơ mọc hoang ở khắp miền duyên hải nước ta. Thường mọc bám trên những dãy núi, ven đá ngầm, ven biển. Gặp nhiều nhất ở Vĩnh Long, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh cũng có. Nhiều khi dong mơ mọc thành dải dài tới hàng chục km, rộng 2-3 km. Chúng thường mọc ở bờ biển nhiều nước khác. Riêng nước ta hàng năm có thể thu hoạch tới 400-500 tấn dong mơ. Mùa thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 9 đem về rửa sạch đất cát, rửa hết mặn, phơi hay xây khô. Trong các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng trong dong mơ cho keo azinat, một loại keo rất quý trong ngành y dược. Loại keo đặc biệt này thường dùng để làm vỏ bao cho những viên thuốc đã được nghiên cứu làm huyết thanh nhân tạo, làm chỉ khâu vết thương mổ, vải nhựa y dược sát trùng, thuốc cầm máu. Theo sách của giáo sư Đỗ Tất Lợi, trong dong mơ có từ 10-15% muối vô cơ, trong đó rất nhiều iốt 0,3-0,8, arsen kali 1-2%, lipid 4-5%, protein và rất nhiều argin hay acid azelaic. Công dụng dong mơ thường được dùng như một món ăn dân dã thường ngày của người miền bản. Từ lâu, dong mơ đã được dùng trong y học cổ truyền với tên hải tảo. Hải tảo có tác dụng tiêu đờm, làm mềm chất rắn, lợi tiểu, chủ trị bướu cổ, phù thủng. Hiện nay người ta dùng nhiều làm thuốc chữa bướu cổ. Liều dùng, ngày dùng 6-12g dạng thuốc sắc. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thuốc có kinh nghiệm. Bài thuốc trị bướu cổ: dong mơ khô tán nhỏ dập thành viên, iotamin chứa 50-70% microgam iốt, ngày dùng 2-4 viên, uống luôn 3-5 tháng. Bài thuốc chữa phì đại tuyến tiền liệt, gây bí tiểu ở người già, dong mơ côn bố xuyên sơn giáp, mỗi vị 10g, lệ chi hạch, quất hạch, vương bất lưu hành, mỗi vị 15g, sắc nước uống. Bài thuốc trị u giáp lành tính: dong mơ 15g, côn bố 15g, hải phù thạch 30g, kim ngân hoa 15g, thủy hồng hoa tử 15g, đông qua bì 30g, sắc nước uống ngày một thang. Bài thuốc chữa bệnh cường giáp: hải tảo, ngọc hồ, thang gia giảm. Hải tảo 20g, côn bố 20g, hải đới 20g, bán hạ 12g, bôi mẫu 12g, trạch tả 12g, phục linh, đương quy, mỗi vị 12g, thanh bì 10g, xuyên khung 6g. Công dụng: hóa đàm lợi thấp, huyễn kiệt tán kết,
chữa huyết giáp to, ngực đầy tức, không muốn ăn, nôn, buồn nôn, đại tiện nóng, lưỡi mẹo, rêu rải nhớt, mạch thu hoạt. Bài 2. Trân châu mẫu 40g, bá tử nhân 12g, đơn sâm 20g, miết giáp, giấm sao 16g, xài hồ 8g, hải tảo 16g, trích cam thảo 20g, sinh long cốt sắc trước 12g, sinh mẫu lệ sắc trước 12g, phủ tiểu mạch 40g, ngũ vị tử 12g, cát cánh 12g, hoàng dược tử 16g, hải phù thạch 80g, dùng cho người bệnh thể can khi uất, đàm kết sinh hỏa nhiễu tâm. Bài 4. Đảng sâm 16g, phục linh 12g, phù tiểu mạch 40g, đương quy 40g, xài hồ 8g, hoàng dược tử 16g, hải tảo 16g, chế cam thảo 40g, phục thần 12g, sinh thạch cao sắc trước 40g, sinh long cốt sắc trước 12g, sinh mẫu lệ sắc trước 12g, hải phù thạch 80g, bách tử nhân 12g, xích thược 12g, bạch thược 12g, dùng cho các trường hợp khí uất đàm kết táo hỏa. Bài 5. Chi bá dưỡng vị thang. Chi mẫu sao 12g, tiêu hoàng bá 12g, đơn bì 12g, thạch hộc 12g, trạch tả 12g, ngọc trúc 12g, hoài sơn 15g, phục linh 15g, mạch môn 15g, hải tảo 15g, côn bố 15g, sinh địa 20g, đơn sâm 30g, hoàng dược tử 30g, tác dụng dưỡng âm thanh nhiệt, sơ can hoạt huyết, hóa đàm nhuyễn, trị cường giáp, trạng thể thật âm hư, vị nhiệt. Bài thuốc chữa lao hạch cổ. Bài 1. Hải tảo 12g, tằm vôi 6g, hai vị sao chung, nghiền thành bột mịn, dùng nước sắc bạch mai để làm hoàn, chia uống 2 lần trong ngày. Bài 2. Hải tảo 9g, thổ bối mẫu 9g, hương phụ 9g, hạ khô thảo 9g, sắc uống trong ngày. Bài thuốc chữa phỉ đại tuyến tiền liệt gây bí tiểu ở người già, tảo biển 12g, xuyên sơn giáp 10g, lệ chi hạch 15g, quất hạch 15g, vương bất lưu hành 15g, sắc uống. Bài thuốc chữa nở ngứa ngoài da, tảo biển 16g, liên kiều 12g, ngưu vàng 8g, hạ khô thảo 8g, nga chuột 8g, tam lăng 4g, trần bì 2g, bán hạ 2g, sắc uống trong ngày. Kiêng kỵ người dễ bị đau bụng, tiêu lỏng, lạnh bụng, ăn khó tiêu thì không dùng chung với cam thảo. Tóm lại, rong mơ là loài tảo biển có tác dụng trị búa cổ, phù thủng. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng hấp thụ sắt và có thể có tác dụng chống ung thư. Nhưng những thông tin trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu muốn sử dụng thuốc, bạn cần phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem nhé. Nhớ nhấn like và nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.